Hòa Liệt xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Thư viện Tâm Hồn đang được phát sóng trên kênh YouTube và Fanpage của Sang Vàng Online TV. Nguyện cho tất cả người thương sẽ có được những phút giây an yên, cuộc sống luôn may mắn và hạnh phúc ngập tràn. Sau những lo toan của cuộc đời thì ngoảnh lại, chúng ta vẫn cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng để cùng ngắm lại chính mình. Vâng ạ, mỗi ngày trôi qua chúng ta dành tặng cho bản thân những giây tĩnh lặng để trau chuốt lại cho tâm hồn, tưới tẩm các hạt giống yêu thương, giảm đi sự thù hận chất chứa trong lòng để có được những năm tháng yên bình. Và hôm nay chủ đề mà Thư viện Tâm hồn muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó là năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Đúng thật là một chủ đề nhẹ nhàng đúng không Hồng Trang? Hy vọng đây cũng chính là cơ hội để tất cả mọi người cùng dành tặng trọn cho nhau khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống hối hả của thời đại. Sau đây, Hồng Trang xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương sách mang tên Từ bi là yếu tố giải phóng, được trích trong quyển Sống bất cứ nơi nào ở đâu quý vị nhé. Mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của bạn đều có thể là một giây phút thực tập. Khi bạn đứng xếp hàng chờ lấy thức ăn hay chờ đến lượt mình, bạn đều có thể thực tập mỉm cười và thở vào thở ra trong chánh niệm. Đừng bỏ phí một giây phút nào trong đời sống hàng ngày. Mỗi giây phút là một cơ hội để nuôi dưỡng sự vững chãi, an lạc và niềm vui. Chỉ thực tập như vậy, sau vài ngày, bạn sẽ thấy sự có mặt tươi mát của bạn nuôi dưỡng những người xung quanh. Sự có mặt của bạn trở thành sự có mặt của một vị Bồ Tát, một vị Thánh. Điều này chúng ta có thể làm được. Có một câu chuyện mà tôi được đọc khi còn là một chú bé 7 tuổi. Đó là một câu chuyện tiền thân của Bụt. Chuyện kể về một kiếp trước của Bụt. Khi Ngài ở trong địa ngục, người cai ngục chẳng có một chút từ bi nào. Hắn ta cầm một cái chĩa lớn, và mỗi khi có ai làm gì sai ý hắn thì hắn đâm ngay cái chĩa vào trong ngực người ấy. Dù cho đau đớn cách mấy vì sự tra tấn tàn nhẫn này, nhưng các tội nhân không thể nào chết được. Đó là một sự trừng phạt. Họ đau đớn nhưng họ không thể chết được. Một hôm các tội nhân bị bắt phải vác trên lưng nhiều vật nặng. Người cai ngục tay cầm cái chĩa nhọn và thúc giục tội nhân phải đi nhanh lên. Tiền thân Bụt thấy rằng một trong số những tội nhân không đi theo kịp, người cai ngục đã bắt đầu để ý đến anh ta và luôn đưa cái chĩa ra hăm dọa ép anh phải đi nhanh hơn. Ngay lúc đó trong lòng tiền thân Bụt ứa ra tình thương, Ngài muốn can thiệp, muốn đương đầu với người cai ngục cho dù Ngài biết rằng hắn ta sẽ quay lại và hại Ngài. Nếu như sự can thiệp kết thúc bằng cái chết của Ngài thì dễ dàng để can thiệp. Đằng này, thứ hình phạt Ngài gánh chịu sẽ không làm Ngài chết mà lại còn làm Ngài phải chịu đau đớn hơn nhiều. Mặc dù biết như vậy, Ngài vẫn can đảm đến gần người cai ngục và nói: "Ông không có một chút từ tâm nào hết sao? Sao ông không cho anh ấy thư thả một tí để mang gánh nặng?" Vừa nghe vậy, người cai ngục liền đâm cái chĩa nhọn vào ngực tiền thân Bụt. Ngài chết ngay và được tái sinh làm người. Tiền thân Bụt đã có can đảm đứng lên và nhìn thẳng vào mặt người cai ngục vì lợi ích của người bạn tù. Ngài thấy được sự bất công và do đau khổ quá nhiều, từ bi đã nảy sinh trong tim Ngài. Lòng từ bi đã đưa đến hành động can thiệp. Vì vậy, Ngài được chết ngay và được tái sinh làm người. Kể từ đó, tiền thân Bụt thực tập cho đến khi Ngài trở thành một bậc giác ngộ, một vị Bụt. Vì vậy, dù là Bụt, trong một kiếp trước, Ngài cũng đã từng rơi xuống tận cùng của khổ đau. Nhưng nhờ lòng từ bi nảy sinh trong trái tim mà Ngài đã có thể tự giải thoát ra khỏi tình trạng ấy. Chính tôi cũng đã trải qua rất nhiều những khổ đau và tôi có thể nói với bạn rằng lòng từ bi có thể giải phóng bạn ra khỏi những tình trạng khó khăn nhất. Chính năng lượng của từ bi giúp ta tìm thấy được lối thoát khỏi những tình trạng khó khăn cùng cực đó. Đã có thời gian, chúng tôi đem tàu vào vịnh Thái Lan để cứu những người vượt biển. Làm công việc này là vô cùng nguy hiểm vì trên biển lúc đó có rất nhiều hải tặc. Nhưng với niềm tin là lòng từ bi, chính là sự bảo vệ tốt nhất. Không phải là sự bạo động, mà chính lòng từ bi là sự tự vệ hữu hiệu nhất. Nên dù trong những trường hợp cứu người nguy hiểm như vậy, nhưng chúng tôi không mang theo súng trên tàu của mình.
Chúng tôi chỉ mang theo bên mình sức mạnh của lòng từ bi. Theo lời dạy của Bụt và kinh nghiệm thực tập của tôi, thì lòng từ bi chính là sự bảo vệ tốt nhất. Chúng ta thường nhắc đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát với lòng từ bi rộng lớn và hạnh lắng nghe sâu. Bồ Tát có thể thị hiện dưới hình tướng của một người phụ nữ, một người nam giới, một em bé hay một người nô lệ. Nhưng bản chất của Bồ Tát luôn luôn là sự biểu hiện của lòng từ bi trong trái tim Ngài. Có khi Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện như một con ma đói với vẻ mặt rất hung dữ. Ngài dùng hình tướng của một con ma đói để giúp cho những con ma đói khác. Nhưng sự thật, Ngài là một người có lòng từ bi. Nhiều người trong chúng ta sợ bị tấn công, nên chúng ta thường tỏ ra dữ tợn và tàn ác để tự vệ, dù rằng trong trái tim ta có đầy hiểu biết và thương yêu. Không có lòng từ bi, ta sẽ đau khổ vô cùng và làm những người quanh ta đau khổ. Với lòng từ bi, ta có thể làm vơi bớt nỗi khổ của người và cũng làm cho chính ta hạnh phúc. Nếu bạn có năng lượng từ bi trong lòng là bạn đang được sống trong môi trường an toàn nhất. Từ bi được thể hiện qua đôi mắt của bạn, trong cách bạn hành động hay phản ứng, trong cách bạn đi, đứng, ngồi, ăn uống hay liên hệ với những người khác. Từ bi là cách tự bảo vệ hữu hiệu nhất. Năng lượng từ bi cũng dễ dàng được lan tỏa. Ngồi cạnh một người có lòng từ bi trong trái tim sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng. Với lòng từ bi, bạn sẽ có thêm những người bạn, bởi vì ai cũng cần lòng từ bi và tình thương. Chúng ta có thể bảo vệ cho nhau và bảo vệ cho những người xung quanh. Sự thực tập của chúng tôi là nuôi dưỡng lòng từ bi trong đời sống hàng ngày. Với sự thực tập từ bi, chúng tôi mở lòng ra cho một người, rồi cho thêm một người nữa. Và cuối cùng, khi lòng từ bi được biểu hiện, thì ta có thể sống tự do và vui thích bất cứ nơi đâu. Khi niềm vui đã thấm nhuần trong thân tâm, thì ta có thể tìm thấy an lạc ngay bây giờ và ở đây. Những tảng văn sớm thật an yên đúng không Hồng Trang? Kỳ thực, trong cuộc sống này, tất cả con người đều có lựa chọn của riêng mình. Mỗi một bến đỗ đều là bản thân cam tâm tình nguyện dừng lại. Để có được những năm tháng tĩnh lặng, thì trước tiên lòng chúng ta phải từ bi và rộng mở, bao dung hết tất cả những quan trái của cuộc đời. Như nhà văn Bạch Lạc Mai đã từng viết rằng, tâm loạn dù mặc sức đi trên con đường lớn cũng chỉ như đang đi giữa nơi chật hẹp bí bách. Tâm an cho dù là nhà cũ giếng cạn cũng vẫn như bay giữa trời cao vời vợi. Thế giới sẽ không vì ta mà dừng lại vòng quay hối hả, nhưng chỉ duy nhất bản thân mình mới có thể cho mình hạnh phúc hiện tiền. Nếu tổn hại trong chiều sâu tâm hồn là bản tâm ích kỷ hẹp hòi, thì dẫu có đối diện với non xanh biển rộng, chúng ta cũng chẳng thấy đủ. Nhưng đối với tâm an nhiên tĩnh lặng, thì dẫu chỉ ngồi và uống một tách trà, thì vẫn thấm đượm tình đạo. Nhưng có những người bản thân đã chìm trong mớ đau khổ của cuộc đời, đang lay quay để tìm một hướng đi cho cuộc đời mình. Thế thì việc tiếp xúc nhẹ nhàng với đau khổ giúp nuôi dưỡng tâm từ bi. Nếu chẳng may không tiếp xúc được với đau khổ, thì sẽ không biết hạnh phúc đích thực là gì. Để có được một kiếp sống bình yên, chúng ta nên tiếp xúc với những nguồn năng lượng lành như trời xanh, mây trắng, chim hót. Bất cứ gì có thể đem lại tươi mát, chữa trị và nuôi dưỡng ở trong ta và chung quanh ta. Trải qua lớp gai góc phong sương của cuộc đời, ta mới hiểu được cảm giác ngọt ngào của an yên. Chỉ là lắng nghe hay đơn giản muốn đối phương mà chúng ta đã từng tiếp xúc thật bình an, kể cả khi giữa ta và người không còn mối quan hệ nào với nhau nữa. Năm tháng tĩnh lặng, suy cho cùng chính là những trải nghiệm sâu sắc của kiếp sống nhân sinh này. Và trong quyển Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên, Bạch Lạc Mai có viết một đoạn như thế này. Hòa Liệt đọc để chia sẻ đến Hồng Trang cũng như là quý khán thính giả nghe nhé. Điểm cuối của đời người không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó. Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn. Nếu như trong tim có trăng sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian? Hồng trần khói lửa vẫn có thể lặng nhìn qua rơi, thảnh thơi ngắm mây trắng đó thôi. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Thư viện Tâm Hồn cũng đã hết.
xin chúc tất cả quý vị khán thính giả có một ngày làm việc thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng bình an nha. Hoàng Liệt và Hồng Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.